bằng tất cả niềm kính yêu vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân. Những ngày này chưa đến quốc tang, nhưng nhiều gia đình ở tỉnh Hưng Yên đã treo cờ rủ trước nhà để tỏ lòng thương tiếc, kính tiễn Tổng Bí thư rời xa cõi tạm. Dù chưa có cơ hội được gặp Tổng Bí thư, nhưng qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ông Chính, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, gần gũi với nhân dân. Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, cả gia đình ông từ người già đến trẻ nhỏ đều rất thương xót nên đã treo cờ rủ thể hiện sự thành kính, tiếc thương đối với Tổng Bí thư. Bác Trọng đã làm được rất nhiều những cái việc mà dân hết lòng ủng hộ. Bác mất, các cái gia đình ở dọc các cái tuyến này cũng đều treo cờ rủ sớm hơn so với lại cái lễ tang. Có những gia đình treo từ ngày 20 để tưởng niệm bác. Tiếc thương sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Cậy ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên đã đi nhiều cửa hàng để tìm mua bằng được giải băng đen gắn vào lá cờ Tổ quốc treo trước nhà. Chị Diễm, con dâu bà Cậy, còn có kế hoạch sẽ lên thủ đô Hà Nội trực tiếp đến dự lễ viếng. Bởi Tổng Bí thư mất đi cũng giống như gia đình chị vừa mất đi một người thân trong nhà. Ngày nào cũng mở tin ra để xem và xúc động, cảm giác như là mất một người thân. Kế hoạch của gia đình là mấy anh em trong gia đình sẽ lên viếng bác. Tấm lòng của bác nó thể hiện gần gũi dân, lo cho dân thực sự. Đấy. Hỏi tấm lòng của bác đúng là như là một người cha của gia đình, lo cho con cháu của mình thực sự. Nhưng tôi xúc động cho đây. Người dân khu phố chúng tôi cũng treo cờ rủ để tưởng nhớ tới Tổng Bí thư. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dù Tổng Bí thư đã về với thế giới người hiền, nhưng trong lòng dân tộc, trong trái tim của mỗi người dân, ông vẫn còn sống mãi. Hình ảnh những lá cờ Tổ quốc gắn giải băng đen được treo từ các cơ quan, công sở đến các hộ gia đình, khu dân cư đã phần nào thể hiện được tình cảm dạt dào, xúc động, sự đồng lòng và tri ân sâu sắc của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng với vị Tổng Bí thư đáng kính.